Thế Quang và Ngọc Quỳnh trân trọng kính chào quý khán giả của đài CBN đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều trên băng tần 14.5. Kính chúc cho quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây là những bản tin chính ngày hôm nay. Hoa Kỳ nên dỡ bỏ lệnh trừng phạt nếu như muốn giúp cho Iran đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Syria tăng cường đẩy lùi coronavirus sau khi có trường hợp lây nhiễm đầu tiên. Tổng thống Trump thừa nhận khó khăn về dụng cụ y tế chống dịch. Dịch COVID-19, ở Việt Nam, công an kiểm tra từng nhà để tìm người nhập cảnh.